cái dòng này nó lại khác với cái dòng dòng van ở ngoài dàn nóng. Và nó khác với các cái van điện tử thông thường khác là nó chỉ có một cuộn. Ờ cho các bạn nhá. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một chiếc van van điện tử của cái dòng VRV Toshiba. Thì cái van này nó là cái motor van ở bên ngoài. Đấy, nó lắp trong các cái dàn lạnh. Đấy, thế và nó lắp cho rất là nhiều các cái model dàn lạnh khác nhau. Như là MMU, MMK, MMD hay là M uh, MMU. Đó, nên lắp cho rất nhiều những cái dòng van khác nhau. À, cái uh, dòng FCU khác nhau. À, thì uh, uh, đây là cái van mới. Đấy, cái mã của nó là MMC AP 457H đó thì khi mà mua về thì cái van bên trong nó như này các bạn nhé đó thì đây là cái van của nó thì nó có dây này rồi có uh, cái củ van như này đó cái mã của nó là AF M MD12TF 1R và XB17 thì cái van này nhập ở nhật cấu tạo của nó đây thì đây là cái đầu nhá Đấy, và cái nguyên lý hoạt động của nó ấy, là nó dùng cái motor ở trong này và cái motor này nó quay được hai chiều tức là khi nó quay một chiều vào thì cái này nó thò ra cái cái núm nhỏ nhỏ ở trong này nó thò ra bạn này và khi mà nó quay ngược lại thì nó thụt lại Để nó tác động đến đầu cái van cơ kia và nó làm cho cái van cơ kia nó đẩy cái hạt gạo vào thì khi nó đẩy vào thì là nó sẽ là đóng van đấy và khi nó mở ra thì nó sẽ nhả thụt cái đầu này lại thì đó là cái nguyên lý làm việc của cái van này và cái phần điện của nó nhá thì cái phần điện là nó gồm có 6 cái đầu dây như này Đấy, 6 cái đầu dây này thì nó sẽ chia ra làm hai cụm các bạn nhé Đấy, cái dòng này nó lại khác với cái dòng dòng van ở ngoài dàn nóng và nó khác với các cái van điện từ thông thường khác là nó chỉ có một cuộn và khi nó đảo cái thứ tự quay thì nó quay ngược lại nhưng mà cái dòng van này ấy, thì nó có 6 cái dây như này các bạn ạ đó thì nó chia làm hai cuộn thì nó sẽ được cấp nguồn đến hai cái chân này cái chân đỏ và chân lâu này và khi mà nó đóng lần lượt ở một cuộn bên này thì nó sẽ quay xuôi mà nó đóng lần lượt ở bên này thì nó sẽ quay ngược có nghĩa là đóng thứ tự một trong hai cái dây này theo thứ tự thì nó quay xuôi và hai dây này còn lại thì nó quay ngược và để kiểm tra nó xem là các cái cuộn dây bên trong này nó còn tốt hay không nó còn hoạt động hay không thì các bạn sẽ phải đo nhé thì các bạn sẽ phải đo cái dây này đo các cái dây này thì uh, đây là cái đồng hồ thì các bạn dùng cái đồng hồ mà để cái nấc khoảng độ uh, 1000 một nghìn ôm hoặc là năm uh, trăm ôm nếu mà cái đồng hồ nó có cái nấc uh, đo như vậy thì các bạn đo nhé các bạn đo từ một cái chân này đấy đo từ một lấy hai cái chân giữa này làm chung nhé các bạn đo ở đây và đo thấy ví dụ bên này nó lên 200 ohm bên này lên 200 ohm đấy thì các bạn đổi sang bên này đổi sang cọc bên cạnh đấy các bạn đo đo bên này đấy đo sang bên cạnh này đấy nó đều lên 200 ohm các bạn nhé thì là cái van này còn tốt cái van này van mới mà có nghĩa là cứ từ cái chân giữa này mà sang một bên nhá, một phía thôi nhé. Phía bên kia thì nó sẽ không thông vì hai cuộn này nó tách rời nhau. Thì các bạn thể đo là bên này hoặc bên này. Thì cứ cái dây ở giữa này với hai cái dây hai bên, bên trái hoặc bên phải này, nó lên 200 ohm nhé. Đấy, các bạn đo khoảng 200, hơn 200 một chút. Đấy, 200 hoặc hơn 200 ohm một chút. Thì là các cái cuộn dây của nó còn tốt. Đấy, và nếu như là nó bị uh, điện trở nó quá thấp Rất là nhỏ ấy, thì là nó bị chập Đấy, Còn nếu không nên gì thì nó lại bị đứt Đấy, Thì chúng ta có thể kiểm tra được cái van này Vì uh, tránh tình trạng là uh, khi mà um, van hỏng Chúng ta chưa biết là nó như nào Đem thay Đấy, Thì đôi khi nó lại không đúng cái nguyên nhân Thì đó là 6 cái đầu dây của cái van điện tử van PMV nó là pull van, tô van. Đó. Thì ngoài cái việc hỏng ở cái trường hợp là đứt dây hay chập cuộn đấy, hay là đứt cuộn thì nó còn có một cái lỗi đó là kẹt các bạn nhỉ? nó kẹt cái động cơ này. Mặc dù điện cấp đến nhưng mà cái phần này nó không quay, nó không thò ra thụt vào. Thì khi mà uh, các bạn nghi ngờ như vậy thì các bạn phải tháo nó ra và cho nó chạy thử, cho cái bo nó chạy thử để xem cái uh, lõi bên trong này nó có thò ra thụt vào khi mà nó có cái lệnh mở van từ cái bộ điều khiển hay không. Đấy, thì khi mà nó cấp cái lệnh đóng mở mà ở trên cái van này nó vẫn không mở, tức là không thò ra thụt vào, thì Uh, các bạn có thể kết luận là nó sẽ lỗi cái phần cơ của cái van này hoặc là lỗi cái phần uh, chấp hành của cái bo xuất ra đây ấy thì các bạn có thể dùng cái van này để thử và dùng cái van mới để thử trên cái bo xem nó có thò ra thụt vào hay không đúng không ạ và uh, đối với van cũ thì chúng ta cũng thử bằng cái cách đó nhưng mà cái van cũ thì tháo ra rồi lắp vào thì nó hơi Hơi mất thời gian cho nên các bạn dùng những cái van mới như này để test xem là cái bo nó lỗi hay cái van lỗi thì để mà thay thế đấy, thì sẽ đảm bảo được là uh, cái van nó hoạt động đúng và cái uh, giàn lạnh nó hoạt động bình thường đấy thì uh, một trong những cái thì bệnh mà khi cái van này nó hỏng đúng không? thì khi cái van này nó hỏng thì nó dẫn đến cái bệnh là uh, có thể là bám đá ở giàn khi mà cái giàn đó không chạy. Hoặc là nó có thể uh, là không mở van. Chết ở trong trạng thái đóng thì uh, cái nhiệt độ nó sẽ không giảm xuống được. Và khi chạy thì cái điều hòa nó không mát. Uh, hoặc là uh, nó mát sâu quá mà nó uh, không thể điều khiển được nhiệt độ. Nói chung là về cơ bản nó không điều khiển được nhiệt độ. Thì nó... Uh, có cái nguyên nhân chủ yếu là hỏng cái van này, đấy thì các bạn có thể thay nó, đấy thì đấy là một vài cái chia sẻ về cái dòng van của Toshiba, đấy, uh, uh, dòng uh, các cái dòng máy cắt xét rồi máy âm trần nối ống gió, đấy thì nó đều sử dụng các cái dòng van này, đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.